lúa đang chín hết nha, lúa quá trời đẹp luôn. Chỉ hạ xét xuống, hạ cho nó nằm xuống đây. Này đã cái bự rồi. Cái đồng tiền nó hư mấy lúc. Rồi, bỏ xuống được nó má lớn hả? Lớn nó gọc luôn. Không nó cắt nó ngã luôn. Nó ngã đây nè. Để lấy chày thì kiến xịt kéo rồi. Cho nó không đỡ cắn. Kiến như lắm à? Hỏi mà không có đem theo. Có. Không nói tôi. Công đó ông ơi.
trong cái lữ đó. Chưa đứt cái đó đó. Còn ghế nhỏ đâu chứ á. Để nó dưới nó lên hoài, động ở dưới nó lên hoài. Tàu kiến này hay ha, dạ, nhà nền nền cát hay làm banh nhà chân. Cái đầu cắt tới ngang đứt dở đúng không? Dưới này của hũ này hay rồi. Dưới của hũ này nó đầu dưới này nè. À dưới này nó không lặn quay nè.
thế nào? Có êm không? Chám lỗ hả? Nó đo lên nó gặp này u ra nè. Năng luôn. Chờ lấy kèo. Chạy giờ lấy kèo. Thức rồi ta, thức nữa. Ủa nước đâu ra dữ à? Nó bị nó lỗ nhỏ xíu nè, nó giữ nước. Lỗ đó, chịu giữ nước đó. Lấy lấy cái thứ này còn hãy các ngoài. Thức. Cái này là lấy con hút luôn đó. Sao? Hút rồi đó. Con hút tắt rồi đó chứ tôi. Chạy nó ra cho nó vậy. Cắt lại đẹp hơn. Hãng nữa, người cắt nữa phải.
đó, cắt là đẹp đó ha. Lấy cái bàn xeo ra, lấy cái cây xeo á, lấy xeo ra nè nè, nè lấy xeo hơi ra. Lâu ngày gặp lại đây ca, chắc con không nhớ tôi đâu ha. Đây nè, cái máy lại đó đây nè. Biết kìa, chắc có đất ông hoài mà không quên hả? Đây nè, nhiều quái, nhiều quái công chuyện rồi, nhiều quái anh ơi. Rồi đứt rồi. Rồi. Nhìn nó luôn, lấy cái đầu lâu cho anh không? Rồi, xong hết nha bạn. Xin mời các bạn này đây nha. Nè, nó danh cái đó cho nó bén qua luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Nó sụp đó, nó sụp chết bét đó.